Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Full Stack. Thì theo như cái tiêu đề của video, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ những cái hiểu biết và kinh nghiệm của mình về cái vị trí gọi là Cloud Engineer. Và thông qua cái video này thì mình hy vọng là các bạn sẽ hiểu kỹ hơn về vai trò của Cloud Engineer cũng như là những kỹ năng, những kiến thức cần thiết để có thể trở thành một Cloud Engineer. Ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Đầu tiên, Cloud Engineer sẽ là cái vị trí phụ trách các cái công việc liên quan tới Planning, Design, Maintain Cloud Infrastructure, tức là làm việc trực tiếp với Infrastructure ở trong một cái công ty. Nếu các bạn chưa biết thì Cloud Infrastructure sẽ bao gồm các thành phần chính như là Hardware, Server, tiếp theo là Network, tiếp theo là Storage, Database và cuối cùng là Software. Thì đây là các thành phần liên quan tới dịch vụ Cloud Computing. Tiếp theo thì mình sẽ đưa ra hai cái ví dụ để giúp các bạn dễ hình dung hơn về cái công việc của Cloud Engineer. Ví dụ đầu tiên là khi các bạn có một cái application, một cái hệ thống mà các bạn muốn triển khai lên Cloud Platform. Thì lúc này Cloud Engineer sẽ cần phải lựa chọn các giải pháp liên quan tới Computing, Storage phù hợp với cái đặc tính của cái hệ thống. Tiếp theo thì Cloud Engineer cũng sẽ cần phải thiết lập cái networking giữa các cái component ở trong hệ thống, ở giữa cái application với các cái dịch vụ trên Cloud. Và ngoài ra nếu cần thiết thì sẽ cần phải đưa ra các giải pháp để kết nối network giữa Cloud Platform với môi trường on-premise. Ví dụ thứ hai là sau khi cái application hay là cái hệ thống đã chạy ổn định ở trên Cloud Platform thì lúc này Cloud Engineer cũng sẽ cần phải theo dõi định kỳ cái cost của infrastructure. Và nếu cần thiết thì cũng sẽ cần phải có các cái giải pháp để tối ưu hóa cái cost này. Thì vừa rồi là hai cái ví dụ để giúp các bạn dễ hình dung hơn về công việc của Cloud Engineer. Thì ngoài ra ấy, thì khi nói về infrastructure thì sẽ có rất nhiều các cái công việc lặt vặt khác. Tiếp theo thì mình sẽ nói một chút về Cloud Computing. Thì các bạn vừa rồi có thể nghe thấy rất nhiều lần mình lặp lại cái từ Cloud. Và nếu các bạn chưa biết thì Cloud ở đây sẽ có hàm nghĩa tương đương như là Internet, tức là người dùng, khách hàng có thể khởi tạo hay là provision các cái tài nguyên infrastructure tại bất kỳ địa điểm nào và tại lúc nào mà khách hàng cần. Khi sử dụng các dịch vụ Cloud Computing thì chúng ta sẽ có khái niệm gọi là Cloud Provider, tức là nhà cung cấp dịch vụ. Và các cái Cloud Provider này sẽ sử dụng các cái công nghệ virtualization để abstract các cái physical hardware. Các cái physical hardware sẽ được cài đặt ở trong các cái data center nằm rải rác ở trên toàn thế giới. Và sau đó khách hàng hay là người dùng sẽ có thể access sử dụng các cái physical hardware này thông qua các cái dịch vụ Cloud Computing. Ngoài ra thì khi nói về Cloud Computing sẽ có ba cái khái niệm gọi là Public Cloud, Private Cloud hay là Hybrid Cloud, thì tạm thời thì mình sẽ bỏ qua ở trong cái video này. Tiếp theo, quay trở lại với vị trí Cloud Engineer thì tùy vào cái quy mô của công ty mà cái vị trí này có thể được tách nhỏ thành các cái vị trí con tùy vào cái lĩnh vực chuyên môn. Đầu tiên có thể là Cloud Architect, tiếp theo là Cloud Network Engineer, Cloud Security Engineer và cuối cùng có thể là Cloud SysOps Engineer hay là Cloud Developer. Tuy nhiên, cho dù có tách nhỏ tùy theo cái lĩnh vực hay không thì mình chắc chắn một điều là các bạn sẽ cần phải có cái kiến thức cơ bản và hiểu rõ các cái lĩnh vực này ở một cái mức độ nào đấy để có thể thành công được trong cái vai trò là Cloud Engineer. Ở phần thứ hai này thì mình sẽ liệt kê những cái kỹ năng, những kiến thức cần thiết đối với vai trò là một Cloud Engineer. Và nếu các bạn hứng thú với cái vị trí này thì có thể tham khảo và tự lên cho mình một cái plan, một cái kế hoạch để cải thiện hay là phát triển cái skill set của các bạn. Đầu tiên, Cloud Engineer sẽ cần phải có những kiến thức liên quan tới software development. Các bạn sẽ cần phải sử dụng thành thạo ít nhất là một ngôn ngữ lập trình, ví dụ có thể là Python, Java hay là Golang, bởi vì đây là những cái ngôn ngữ lập trình bậc cao và có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Đối với cá nhân mình thì mình rất hay sử dụng Python bởi vì Python rất là dễ cài đặt và cái thư viện, các cái package của Python rất là phong phú. Tiếp theo, các bạn cũng sẽ cần phải tự mình viết được một cái application đơn giản thuộc dạng API hay là web services, bởi vì chỉ khi các bạn tự viết được thì các bạn mới có thể hiểu được cách hoạt động của các cái application này. Ngoài ra thì Cloud Engineer cũng sẽ cần phải có các cái kiến thức cơ bản khác như là source code version control, project management sử dụng Kotlin model hay là Agile. Thứ hai, Cloud Engineer sẽ cần phải có kiến thức về hệ điều hành Linux, bởi vì như các bạn đã biết ấy, các application cơ bản như là API, web services thì thường được deploy vào Linux server. Và các bạn sẽ cần phải có kiến thức về hệ điều hành Linux để có thể maintain cũng như là vận hành được Linux server. Ngoài ra thì khi sử dụng hệ điều hành Linux, các bạn cũng sẽ cần phải hiểu về các middleware. Đây là các cái software sẽ cung cấp thêm các chức năng cho hệ điều hành Linux. Và khi chạy application ở trong Linux server thì thường chúng ta sẽ cài đặt thêm các cái middleware, ví dụ như là Nginx hay là HJProxy. Thứ ba, các bạn sẽ cần phải có kiến thức về networking. Đầu tiên các bạn sẽ cần phải hiểu về IP address, CIDR, firewall. Tiếp theo là hiểu về các protocol như là TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL. Và ngoài ra có thể là hiểu về các dịch vụ như là DNS, Domain Name Server, CDN, Content Delivery Network.
Đây là những kiến thức rất là quan trọng để giúp các bạn có thể thiết lập networking cần thiết đối với application chạy trên cloud platform. Thì thực chất ấy, nếu mà chỉ nói về networking ở trên cloud platform thì nó sẽ đơn giản hơn nhiều so với networking ở trên môi trường on-premise, khi mà engineer sẽ cần phải làm việc trực tiếp với router hay là switch. Và tùy vào cái độ phức tạp của network thì sẽ có các vị trí chuyên môn cao như là cloud network engineer để đảm đương cái mảng này. Tiếp theo, các bạn sẽ cần phải phát triển các skill của mình liên quan đến database. Thì database thường có hai loại. Loại thứ nhất là RDBMS, thì các bạn có thể sử dụng là MySQL hay là PostgreSQL. Loại thứ hai là NoSQL, có thể là MongoDB hay là Cassandra. Thì thường ấy, các cái dịch vụ cloud computing sẽ cung cấp các giải pháp database dựa trên RDBMS hay là NoSQL. Thì đây là những kiến thức rất là quan trọng để giúp các bạn có thể maintain hay là vận hành các database này. Tiếp theo là về storage, thì sẽ có 3 loại storage chính là file storage, block storage và object storage. Các bạn sẽ cần phải phân biệt được 3 cái loại này và có thể đưa được cái giải pháp tối ưu nhất cho cái hệ thống của các bạn. Tiếp theo, các bạn sẽ cần phải có kiến thức về container, container orchestration. Các bạn sẽ cần phải hiểu về container cũng như các cái công cụ Docker, Kubernetes. Container là một cái package đóng gói application của các bạn cùng với các dependency để application có thể chạy được. Và khi các bạn sử dụng container thì các bạn có thể chạy application ở trên bất kỳ cái môi trường nào, chỉ cần cái môi trường đấy có cài đặt container runtime. Để tìm hiểu về container, các bạn có thể sử dụng Docker, thì mình nghĩ đây là công cụ phổ biến nhất. Các bạn có thể cài đặt Docker và tự mình build một chạy container ở trên môi trường dev. Tiếp theo, sau khi đã có được cái container thì các bạn sẽ cần phải tìm cách triển khai cái container này. Thì lúc này các bạn sẽ cần phải tìm hiểu về container orchestration. Thì hiện nay Kubernetes đang là một cái công cụ container orchestration rất là phổ biến và các bạn nên tìm hiểu. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng các dịch vụ serverless computing ở trên cloud platform để điểm triển khai deploy container của các bạn. Tiếp theo, các bạn sẽ cần phải có kinh nghiệm sử dụng thực tiễn các cloud computing platform. Hiện tại thì sẽ có 3 cloud provider lớn. Đầu tiên là AWS, Amazon Web Services, GCP, Google Cloud Platform và cuối cùng là Microsoft Azure. Các bạn sẽ cần phải hiểu rõ các dịch vụ quan trọng nhất, các dịch vụ cốt lõi ở trên các cái cloud platform này để thiết kế được các giải pháp architect phù hợp nhất với cái đặc tính của cái hệ thống của các bạn. Các bạn cũng sẽ cần phải nắm rõ được các cái best practice ở trên các cái cloud platform này. Tuy nhiên, mình chắc chắn một điều là không phải ai cũng có đủ điều kiện để có thể tiếp cận được với cloud computing, và vì vậy thì mình sẽ có một số cái cách để các bạn có thể tham khảo như sau. Cách một là trong công việc, các bạn có thể chủ động xin tham gia vào các cái project, các cái dự án và xin đảm nhiệm các cái task liên quan tới cloud computing. Thì bắt đầu có thể là từ những cái task rất là nhỏ, rất là đơn giản. Cách thứ hai là các bạn có thể tự tạo cho mình một cái account, một cái tài khoản ở trên cái cloud platform mà các bạn muốn học. Sau đấy các bạn có thể mua các cái course hands-on để tự tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Và cuối cùng, các bạn sẽ cần phải có kiến thức về cloud automation. Ở trong cloud automation thì sẽ có 3 cái phần nhỏ là infrastructure as code, DevOps và CI/CD. Thì đối với infrastructure as code thì đây là một cái công nghệ mà các bạn sẽ sử dụng code để quản lý infrastructure. Vì vậy các bạn có thể kiểm soát được các cái thay đổi hoặc là có thể đồng nhất được cái configuration giữa các cái môi trường với nhau, ví dụ như staging, canary hay là production. Thì khi các bạn kết hợp giữa infrastructure as code với cloud computing thì các bạn sẽ có thể provision khởi tạo các cái tài nguyên infrastructure cực kỳ nhanh và tiết kiệm thời gian. Và ngoài ra, khi các bạn muốn thay đổi cái configuration của infrastructure thì việc các bạn cần làm là thay đổi code và sau đấy deploy lại một lần nữa. Tiếp theo là về DevOps. DevOps là một trong những cái kiến thức không thể thiếu đối với bất kỳ cái vị trí nào, cho dù các bạn là cloud engineer hay là backend hay là frontend engineer. Các bạn sẽ cần phải hiểu về DevOps và vận dụng được các cái nguyên lý của DevOps vào trong công việc. Và cuối cùng là về CI/CD. CI có nghĩa là Continuous Integration, CD có nghĩa là Continuous Delivery. Các bạn sẽ cần phải hiểu về CI/CD và vận dụng được CI/CD để giúp rút ngắn cái quá trình delivery sản phẩm tới tay người dùng, nhưng vẫn phải giữ được cái chất lượng của cái sản phẩm là tốt nhất có thể. Các bạn sẽ cần phải tự mình build các cái CI/CD pipeline để tự động hóa được các cái process ở trong software development. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về vị trí Cloud Engineer dựa trên những kinh nghiệm của mình. Hy vọng là các bạn có thể tham khảo và hiểu rõ hơn về cái vị trí này. Đặc biệt là đối với những cái bạn có hứng thú về Cloud Computing hay là Infrastructure thì mình nghĩ đây là một cái vị trí rất tuyệt vời. Nếu các bạn cảm thấy video của mình có ích và muốn ủng hộ mình thì có thể ấn like, subscribe và đừng quên ấn nút chuông để cập nhật những cái video mới nhất từ mình nhé. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo.